Thưa quý vị, thưa các bạn, hút thuốc lá nơi công cộng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh, nhất là trẻ em và người già. Theo nghiên cứu, những người hút thuốc lá chỉ hít vào khoảng 15% khói thuốc, 85% còn lại sẽ đưa vào môi trường. Khói thuốc có chứa đến 4.000 hóa chất độc hại, 69 chất trong số này là hóa chất gây các bệnh ung thư, phổi, vòm họng, miệng, đột tử từ trẻ sơ sinh. Nhận thức rõ những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường sống, công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá càng được đẩy mạnh hơn trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp. Từ khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá đi vào thực tiễn, trong thời gian qua, Ban giám hiệu Công đoàn Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điện lực đặc biệt quan tâm triển khai nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền, giáo dục để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá. Nhà trường xác định khâu tuyên truyền giữ vai trò quan trọng để ngăn chặn thuốc lá, đẩy mạnh công tác này bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, áp phích, truyền thông trực tiếp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, lồng ghép tác hại của thuốc lá trong một số môn học. Kể từ khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành thì có thể nói là có rất nhiều người ủng hộ cái chương trình này vì thực sự là nó rất là có ích cho cộng đồng và xã hội. Ở trường đại học điện lực thì chúng tôi cũng hưởng ứng cuộc vận động của thành đoàn Hà Nội khi mà thành đoàn tổ chức rất nhiều phong trào như là đi bộ, ngày đi bộ, rồi thì ủng hộ cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó thì một năm khi mà tuần sinh hoạt công dân đầu khóa thì chúng tôi cũng có các cái lớp sinh hoạt tuyên truyền về tác hại thuốc lá cho các em sinh viên, và chúng tôi cũng có những cái đội xung kích đi trong khuôn viên ký túc xá cũng như là trong khuôn viên giảng đường trong các giờ học để tuyên truyền về cái luật phòng chống tác hại thuốc lá và tuyên truyền về cái việc hạn chế sử dụng thuốc lá trong đoàn viên thanh niên nhà trường. Có thể nói nhờ tích cực tuyên truyền thông tin đến các đối tượng, nhất là nam giới công tác tại các địa phương, đơn vị, nhiều ngành nghề, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã có những chuyển biến. Từ khi có một luật phòng chống về tác hại của thuốc lá, thì trước tiên công ty chúng tôi đã nhận thức rất rõ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người lao động cũng giống như là tới tác dụng về hiệu quả làm việc của công ty. Chúng tôi nói rõ về cái quan điểm đó là tôi rất khuyến khích người lao động là không hút thuốc lá và tổ chức những cái bộ phận cho khu vực là khu vực để mà hút thuốc lá riêng biệt. Và trong cái không gian làm việc chung cũng như thời gian tiếp khách thì chúng luôn luôn khuyến khích khách hàng là không hút thuốc lá trong giờ làm việc. Khi chúng tôi triển khai được cái môi trường làm việc trong doanh nghiệp là không có thuốc lá thì tự nhiên tính đoàn kết của công ty đã tăng lên và tạo môi trường làm việc vô cùng lành mạnh. Để luật phòng chống tác hại của thuốc đi vào thực tế cuộc sống, thời gian tới các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá cho mọi người. Cùng với đó, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng, hướng tới xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.